Hôm nay em đứng trước bến sông Tràng Tiên Cá. Dạ. Em xin phóng sanh 1 kg bạch tuộc cho chị Trâm. Như ước nguyện là chị sẽ phóng sanh 4 kg bạch tuộc ạ. Thì bạch tuộc nó rất là thông minh, nó chỉ cần có một cái lỗ nhỏ nó sẽ chui ra. Thì 7 bạch tuộc chỉ có đi lú mới có thôi. Dạ. Đi lú thì đánh tôm, tép, cua, bạch tuộc, những con đi ở đáy. Nên chỉ có phóng sanh ở trong lú mình mới gặp được bạch tuộc. Dạ, bây giờ em xin thả bạch tuộc lên phía trên bờ cho bạch tuộc bò xuống cho quý vị coi. Ti Ti ơi, có người nó chạy đi à, có người nó không chịu ở lại đây. Bữa nay mình phóng sanh trước 1 kg nha chị, cho chị coi 1 kg là bao nhiêu con đi. À, Ti Ti trốn trong cây hả con? Dạ. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y tăng không đọa súc sanh. Hôm nay em xin phóng sanh trước 1 kg bạch tuộc. Trời ơi, nó cắn hết đứt một chân của bạch tuộc con này. Không sao, mất một tua vẫn sống được nha quý vị. Đây, bạch tuộc rất là thông minh, thả ở trên bờ là tự bò xuống. Mấy con chó cá này hư. Mấy con chó cá này riết nó hư quá chị. Mới cắn đứt một xúc tua của bạch tuộc. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y pháp rồi, chúng sanh quy y tăng rồi, thì gieo duyên được với Đức Phật sẽ tới một thời thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bị quả báo khổ. Dạ, em thấy triệu chứng là mấy cái con chó cá rái cá nó có vẻ yêu thích bạch tuộc. Bạch tuộc đây, nó chui rút vô trong cái hang này. Bạch tuộc nó sống trong hang à, có hang là nó sẽ chui vô. Dạ, nó chui vô rồi nó từ cái hang trên này nó thoát ra cái hang lỗ dưới đây rồi nó nằm trong này đấy à. Dạ đó. Dạ, bạch tuộc là một loài rất là thông minh. Phóng sanh rồi tự kiếm đường đi luôn. Lớn nhỏ gì là trong thiên nhiên bây giờ cũng bị bắt. Bởi vì hết Covid, quán nhậu trở nên... Này đặc sản của quán nhậu nha. Dạ. Để coi rái cá đối xử với bạch tuộc như thế nào nha. Chỉ có chó cá phân nì là nó muốn ăn bạch tuộc thôi. Ti Ti, không có được ăn bạn nha. Ti Ti, no, không ăn bạn nha Ti Ti. Ê! Trời ơi, nó quắp thằng bạn đi luôn. Dạ, nó quặp thằng bạn thôi. Tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, chị thông cảm. Đồ phóng sanh mà nó đời hốt luôn. Yên tâm, em không để tụi nó ăn bậy ăn bạ đâu à. Còn cái rổ này. Dạ. 1 kg bạch tuộc. Vậy là còn 3 kg nữa. Nếu có để cho con luôn nha. Con phóng sanh cho đủ 4 kg. Dạ, chị Trâm, cảm ơn chị đã giải cứu những loài vật trong tự nhiên. Và ở rừng ngập mặn này, loài bạch tuộc là thông minh nhất. Vì chúng là quá là thông minh nên cái cách bắt nó là khó nhất. Nó không có bao giờ bị dính bẫy.
Trừ khi tự động nó chui vô bẫy để nó ăn thịt con cua biển thì nó mới bị bắt thôi ạ. Thông minh đáo để như vậy. Và bạch tuộc rất là thương em nha chị. Đó, giơ tay một phát là hốt được bạch tuộc. Nó bơi vòng vòng em này. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trâm. Chương trình phóng sanh giải cứu động vật sáng nay 6 giờ đã kết thúc. Tốt đẹp. Bây giờ em và bầy chó cá sẽ bơi lội. Tập luyện. Rê cá Titi ơi. Titi à. Tập luyện đi con. Lặn nào. Diving đó, em kêu nó lặn là nó lặn như vậy đó. Mọi người thấy ráy cá lặn đẹp không? Sống trong thiên nhiên thì mình nuôi ráy cá được nha mọi người. Có những người á, gọi phone cho em nói em bán ráy cá cho để làm thuốc trị bệnh, mua mật mua chân gì đó cho gia đình mình ở ngoài Hà Nội, mà họ không biết được rằng bắt ráy cá là bị phạt rất là nặng, đi tù là mấy năm không có ngày về, trừ khi đút tiền tăng tăng tăng, bắn tiền tăng 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 thì mới có vé thôi. Dạ, chỉ cần bị bắt ráy cá nè, nuôi nhốt trong nhà nè là sẽ được đưa qua bộ phận kiểm lâm công an, mà bị đăng lên báo chí nữa là cái tội nó càng nặng hơn, là bắn tiền càng nhiều hơn, rất là phức tạp. Nên những ai mà biến ráy cá hoang dã làm thú cưng ở trong nhà nha mọi người là chắc chắn đi tù, bởi vì những loài vật này không sống được ở trong nhà, nó chỉ sống ở thiên nhiên thôi. Dạ, thì yêu thương nó thì bảo vệ thiên nhiên và sống cùng với nó trong thiên nhiên, mà phải bơi lặn giỏi nha. Bơi lặn giỏi ý, thì mình mới dạy nó bơi lặn được. Chó mà em còn dạy bơi như là ráy cá được mà, thì ráy cá thì em dạy lặn tới cỡ nào thưa quý vị. Nên chỉ có tiên cá mới chăm sóc ráy cá được trong tự nhiên nha mọi người nhớ nha. Đó đó, vui không? Bây giờ coi nó giỡn nha. Mỗi ngày em phải bơi 5 cây số đó để cho nó đi theo đó. Muốn nuôi ráy cá làm thú cưng, trời ơi, làm ơn giùm một cái, nếu thí quý ráy cá thì ủng hộ Tuy-un, coi clip rồi nhấn like cho Tuy-un, đăng ký kênh Tuy-un. Tuy-un nổi tiếng thì giải cứu thiên nhiên động vật thành công ở Việt Nam chứ có gì đâu không ủng hộ, chỉ coi clip rồi bắt chước nuôi ráy cá. Kênh để 6 năm rồi, ra đời đầu tiên ở Việt Nam trước những YouTuber chơi ngu nghịch dại quậy phá các kiểu, mà chỉ có 400.000 người đăng ký thôi, trong khi mấy cái clip làm linh tinh lang tang ngồi ở nhà nói phét thì view súp khủng, họ còn chi tiền để chạy quảng cáo cho sự nổi tiếng của mình, còn Tuy-un thì không. Tất cả những việc làm ở đây đều là chân thật, bởi vì ai ủng hộ Tuy-un thì người đó có phước thoát khỏi dịch bệnh Covid-19, giống như Tuy-un miễn nhiễm với Covid, chưa tiêm mũi vaccine nào, cơ thể 27 năm nay chưa bệnh cảm một ngày, nội tạng tiến hóa như người hơn người bình thường, nín thở hơn 5 phút, điều chỉnh nhịp tim dưới 40 nhịp trên phút, gần bằng với loài rùa biển, tự tại trong biển, giải cứu thiên nhiên động vật, được các loài vật yêu quý trong thiên nhiên, ráy cá tìm đến Tuy-un, chó, khỉ, vượn, vọc, tê tê, tê giác. Trong cái môi trường này có con nào con đó sẽ đi theo Tuy-un. Nhưng
Piti là chú rái cá cuối cùng của thiên nhiên này. Khu rừng này đã bị tàn phá, ba má Titi chắc đã là lên thiên đàng rồi mọi người. Ơi ơi. Ba má con lên thiên đàng rồi, Titi con biết không mà con vui vẻ dữ vậy. Bây giờ Titi ở trong rừng để phụ Tiun làm những cái hành động bảo vệ thiên nhiên, rừng ngập mặn, cho mọi người đừng hại giống nồi của con nữa ha. Đừng nghĩ là nuôi con làm thú cưng nữa ha. Đúng không Titi? Diving. Chí chí. Chó cá đâu rồi? Rái cá ơi. Chí chí. Cái thằng tí tí cùi bắp. Tí tí cùi bắp, tí tí cùi bắp. Cùi bắp này, tí tí này.